Xin chào các bạn. Mời các bạn đến với trận đấu thứ hai vòng 10 trong hành trình vô địch cờ chớt năm 2013 của Lê Quang Liêm. Ở trận đấu này thì Mamen Diarop được cầm quân trắng đi trước, anh cũng mở màn với nước tốt D4. Đen cũng đáp trả bằng nước mã F6 và kịch bản các nước đầu tiên diễn ra y hệt như trận trước. Đó là tốt trắng C4, tốt đen G6, mã trắng C3, tốt đen D5, tốt trắng ăn tốt đen, mã đen ăn lại tốt trắng tốt trắng e5 tấn công mã, mã đen ăn mã trắng và tốt trắng bắt lại mã đen. Lúc này thì trắng lại có cặp tốt rất mạnh chiếm lĩnh trung tâm. Tượng đen g7 chuẩn bị nhập thành. Bắt đầu đến nước này thì mình có sự khác biệt với ván trước. Trắng đi mã f3, đen đẩy tốt c5 tấn công d4. Trắng bình xe b1, đen nhập thành. Trắng cũng đi tượng e2 chuẩn bị nhập thành. Đen đi tốt b6 củng cố vững chắc hàng tốt cột a b c và mở đường cho tượng b2 kiểm soát đường treo lớn. Trắng nhập thành đen theo kế hoạch đưa tượng lên b2 tấn công tốt e4 không muốn mất cặp tốt mạnh ở trung tâm. Trắng đẩy tiếp tốt d5 chặn hướng tấn công của tượng đen và chấp nhận mất tốt c3 được biếu không quân tốt tượng đen sực ngay tốt c3. Trắng phát triển tượng C4. Đen ăn xong tốt, nhanh chóng lùi tượng về vị trí cũ. Trắng đi tượng C4, kết hợp với hậu bảo vệ tốt D5. Ý đồ là sẽ dâng tiếp tốt E5. Đen đi tượng A6 gạ đổi nhằm tiêu hao lực lượng quân ở trung tâm của trắng. Trắng đi hậu E2 bảo vệ tượng và tấn công lại tượng đen. Đen đi hậu C8 kết hợp với mã bảo vệ tượng. Trắng đẩy tốt xuống E5 đen liền đi hậu g4 tấn công tượng trắng. Nếu chạy tượng thì sẽ mất không quân tượng ở c4. Còn nếu lên tốt g3 bảo vệ tượng thì tượng đen vẫn ăn tượng trắng. Hậu trắng ăn lại tượng thì hậu đen sẽ sơi không quân mã. Do đó trắng có lựa chọn tốt nhất là tượng trắng ăn tượng đen, mã đen ăn lại tượng trắng. giờ hai bên đang trong tình thế hậu đen thì nhăm nhe ăn tượng trắng. Còn hậu trắng thì nhăm nhẹ ăn mã đen. Trắng không đổi quân mà chạy tượng lên g5 để tấn công tốt e7. Đen cũng chạy mã lên b4 tấn công tốt d5. Trắng bình xe d1 bảo vệ tốt. Đen lùi hậu về d7 bảo vệ tốt e7 đồng thời là kết hợp với mã tấn công tốt d5. Trắng đẩy tiếp tốt xuống d6 buộc tốt đen phải ăn. Xe trắng ăn lại tốt tấn công hậu. Hậu đen chạy lên f5. Trắng đi tượng F6 Gạ đổi quân tượng của đen Tượng đen ăn tượng trắng Tốt trắng ăn lại tượng Và phong tỏa vua đen Đen bình xe D8 gạ đổi xe Để hậu tiêu diệt tốt Trắng bình xe 1 và thí xe Nếu đen ham hố ăn xe Thì đương nhiên là trắng sẽ thí hậu Để lao xuống E8 chiếu Xe đen ăn hậu thì xe trắng sẽ ăn xe Và chiếu hết Gặp nguy không hoảng Đen bình tĩnh lên tốt h6 mở đường thoát cho vua. Không để đen có thời gian nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại hàng ngũ, trắng phi tiếp hậu xuống e7 để kết hợp với xe tấn công xe đen. Đen đành phải ăn xe trắng. Hậu trắng ăn lại xe đen. Đen đi hậu d5 gã đổi nhằm tiêu hao sinh lực địch để giải vây cho vua. Đang kém hơn hẳn hai tốt và có thế công mạnh. Nếu đổi hậu với đen thì mã đen ăn về và sẽ ăn nốt tốt F6. Khi đó thì thế trận tấn công của trắng sẽ tan vỡ. Trắng nên lùi hậu về F4 để tấn công tốt H6. Đen đi vua H7 bảo vệ tốt. Trắng phi xe xuống D7, dình dập tấn công vào tốt F7. Đen lùi mã về C6, tấn công lại xe trắng. Chưa thể làm gì được đen. Trắng lại lùi xe về E1 để ngăn hậu đen phi xuống D1 chiếu vua. Đen đưa tiếp xe ra D8 Trồng quân với hậu Trắng đi tốt H4 Mở cửa sổ cho vua tháo chạy khi cần thiết Đen lùi hậu về D6 Tiếp tục gạ đổi Bị gạ đổi liên tục Nhưng mà trắng không dám đổi Lại lùi hậu về G4 Và đương nhiên không thể bảo vệ được tốt nữa Hậu đen liền ăn tốt F6 Lợi thế dành cho đen lại nhiều lên một chút nữa Trắng đẩy tiếp tốt lên h5, công phá hàng rào tốt đang bảo vệ vua đen. Nếu là mình thì đang có lợi thế hơn hẳn tốt như thế này thì mình sẽ đổi luôn không cần suy nghĩ. Nhưng đen có nước đi mạnh hơn, đó là tốt g5. Bế tắc. Trắng đi hậu e4 chiếu, vua đen chạy g7. Trắng bây giờ không còn phương án nào để tấn công nữa. Cờ bí đánh dí tốt g3. Đen đi xe d6. Có thể nước sau thì đen sẽ bình xe sang E6 để tấn công hậu. Hậu chạy thì đen sẽ đổi xe với trắng. Và đây là chiến thuật rất hay mà các bạn nên áp dụng khi chơi hơn quân với đối thủ nhé. Cứ lợi thế hơn là đổi quân. Đổi dần đổi dần thì đến tàn cuộc chắc chắn là ưu thế sẽ áp đảo. Và cơ hội thắng rất là cao. Trở lại với ván cờ. Trắng đã nhận ra được ý đồ này nên lệch hậu sang G4. Do đó, đen không đưa xe sang e6 nữa mà nhảy mã lên d4 để gạ đổi mã với trắng. Bực mình vì bị gạ đổi đến 5 lần bảy lượt, mã trắng liền ăn mã đen và chỉ chờ có thế, xe đen ăn lại mã trắng tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu xuống c8, định luôn hậu xuống tấn công hàng tốt đen từ phía sau. Đen đi xe d2, kết hợp hậu tấn công tốt f2. Trắng bình xe 1 để bảo vệ tốt Xe đen liền ăn tốt A2 và bảo vệ tốt A7. Trắng giờ chẳng còn phương án nào để tấn công cũng như phòng thủ nữa. Đành đi hậu long quăng, đưa hậu lên D7. Với lợi thế ba tốt cực lớn thì đen đẩy tốt A5 để phong cấp. Với nhiều kỳ thủ đến nước này thì có lẽ là đã buông cờ chịu thua rồi. Nhưng mà con sống là còn chiến đấu. Trắng đi hậu D5 tấn công xe đen Đen vẫn tiếp tục áp dụng chiến thuật cổ xưa nhưng hiệu quả là đổi quân. Theo đó, xe đen A1 buộc xe trắng phải ăn xe đen và hậu đen ăn lại xe trắng. Chiếu, vua trắng chạy G2. Đen liền lùi hậu về D4, gạ đổi tiếp. Trắng chạy hậu sang F5. Đen đẩy tốt C4. Cờ bí dí tốt. Trắng đẩy tiếp tốt F4. Tốt đen ăn F4. Trắng không ăn lại mà đẩy tiếp tốt G4. Đen lùi hậu về F6, gạo đổi tiếp. Trắng chạy hậu lên E4. Đen đẩy tốt xuống F3, chiếu vua, dụ hậu trắng ăn tốt. Trắng lại chạy vua sang F2. Đen đẩy tiếp tốt xuống C3. Biết là không thể cản được tốt đen tràn xuống và cũng không làm cách gì có thể là công phá được thành trì của vua đen. Trắng liền chơi đòn cầu hòa. Và sau đây là các pha xử lý cờ tàn của cả hai bên. Nước đi này của đen buộc trắng phải đổi hậu và tốt đen sẽ dễ dàng phong cấp. Do đó, Trắng chính thức dừng đồng hồ chịu thua. Như vậy, vòng đấu thứ 10 lại gọi tên của Lê Quang Liêm khi anh xuất sắc giành được hai điểm với hai ván thắng liên tiếp. Ở vòng đấu sau thì anh sẽ chạm trán với người đồng đội của Mamendop, đó là đại kiện tướng Raul Mamendop. Raul Mamendop hiện có Elo là 2637, tức là kém Quang Liêm hơn 70 điểm. Và tính đến hết năm 2013 thì chưa lần nào anh có Elo chạm ngưỡng 2700 cả. Vậy liệu Rau Mamendop có thể làm khó được Quang Liêm hay không? Mời các bạn cùng đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.